Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Hôm nay mình có đặt cái bếp hồng ngoại, mình đặt trên Shopee, người ta giao hỏa tốc đó. Đây cái bếp hồng ngoại, cái bếp hồng ngoại của Sinh Hao. Cái bếp này là nhà mình có một cái rồi, bây giờ mình cần thêm, nhà mình cần thêm một cái nữa nên mình quay review cho mấy bạn coi. Giao hỏa tốc mà người ta đóng hộp xốp cũng kỹ ha. Giờ mình vui cho mấy bạn coi. Cái bếp hồng ngoại của Sinh Hao, mã là SHD6011. Cái loại này chắc mình nghĩ là chắc ai cũng biết, vì mình thấy người ta mua nhiều lắm. Loại này hình như là rẻ nhất trên thị trường thì phải. Có mút hai bên ha, chăm sóc. Được tặng cái đỡ nhiệt, cái giá đỡ, cái đỡ nóng. Cái đó làm vị nướng cũng được. Tiền này nó hơi bong chóc ha. Mày tiền bảo hành đây. Ngày sản xuất 15 tháng 10. Ngày sản xuất 15 tháng 10 2022. Thì là sao ta? Dạ, mình có được bảo hành 1 năm không ta? Bảo hành 1 năm từ ngày mua không ta? Chắc nó bảo hành theo phiếu bảo hành. Đây là phiếu bảo hành với catalog ha. Là bạn mua ngày nào thì bạn ghi vào đây ha, để được bảo hành. Đây là cái catalog hướng dẫn. Các bạn sử dụng thì cứ đọc cái hướng dẫn này nhé, cũng dễ. Cái này nhiệt độ tối đa là 2000 nhé. Đây. Có nút bật tắt này, nút chức năng, rồi nút tăng giảm nhiệt độ hai bên ha, nút điện năng, nút hẹn giờ,
Bếp hồng ngoại thì tiện là mình có thể là dùng nồi hay là chảo gì cũng được hết, nó không bị kén giống như bếp từ nên rất là tiện. Cái loại bếp hồng ngoại này rẻ, hình như mình có 500 mấy thôi, ta 400 mấy thôi. Mình mua cái trước mình mua được gần một năm rồi thì phải. Vợ mình thấy xài một cái bất tiện quá nên mua thêm một cái nữa. Nhà mình là hết xài bếp ga rồi nhé mấy bạn, giờ là toàn chơi điện không à. Xài bếp ga cho nó rẻ, xài bếp điện cho nó rẻ, chứ giờ ga bình ga dạo này mắc quá. Rồi xíu nữa mình sẽ quay ra cái cảnh nấu cho mấy bạn coi nhé. Đây là đơn hàng của mình đặt cái sản phẩm đó nhé. Mình đặt lúc 3 giờ ngày 25 thì 10 giờ cũng trong ngày đó là mình đã nhận được rồi. Không biết là mình có đặt hỏa tốc không, chứ sao giao rất là nhanh ha. Trong ngày đã có rồi. Mình đặt ngày 25 này là có khuyến mãi nha mấy bạn, khuyến mãi của Shopee á. Đây bếp hồng ngoại Sennheiser này, SHD6011. Giá của sản phẩm là 489.000, phí vận chuyển là 30. Mình có sử dụng mã vận chuyển của Shopee này. Ngoài ra mình cũng sử dụng voucher của Shopee, giảm được 49.000 nữa này. Tổng cộng là đơn này mình chỉ trả là 440.000, rất là rẻ ha. Đây là cái sản phẩm đó đây, giá là 489 nữa, giá vẫn vậy nha mấy bạn. Shop này đánh giá rất, mua và đánh giá rất là nhiều luôn đó. 9.600 với 3.300 đánh giá rất là nhiều ha. Đây là một số hình ảnh của cái bếp đó đây. Rồi các bạn, đây là shop bán đó ha. Các bạn có thể lên đây đọc mô tả sản phẩm của cái bếp này. Công suất tối đa là 2000W này. Dùng điện 220. Sử dụng bất cứ nồi hoặc là chảo nào cũng được ha. Đánh giá 4.9, đánh giá rất là tốt ha. Các bạn có thể là vào thẳng shop này để mua cái bếp này, hoặc là mình có để đường link ở trong đường link mua ở trong phần mô tả của video clip này, các bạn click vào mua cho nhanh cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cái bếp này cho mấy bạn coi nhé. Đó, giờ mình đang nấu ăn nên mình quay luôn đó. Đây là cái bếp cũ nhá, còn đây là cái bếp mới nè. Mỗi lần các bạn ấy thì các bạn ấn nấu nguồn trước, xong rồi các bạn ấn chức năng. Bây giờ tắt trước nhé. Đó, nó sẽ mới đầu bạn cắm điện nó sẽ ra vậy, xong rồi bạn ấn nấu nguồn, xong rồi các bạn ấn nút chọn chức năng này, đó nó sẽ ra nhiệt độ, các bạn chỉnh nhiệt độ theo tùy ý ha. Cao nhất là, thấp nhất là 200 độ, cao nhất là 2000 độ ha. Rồi hôm nay sao em? Mấy cái điện năng này sao? Cái hàng già hả? Mấy cái nhiệt độ á, ví dụ 650 độ hay là bao nhiêu đó. Này á? Hàng giờ nó ta. Nói chung là nhà mình chỉ xài nút nguồn, nút chức năng với nút tăng giảm nhiệt độ thôi, vậy là hết rồi. Nó đơn giản thôi mà. Đó, các bạn sử dụng chảo hay nồi nào cũng được hết, rất là tiện. Cái này là mình xài gần năm rồi nè, nên mua thêm cái mới cho nó tiện. Rồi mình vừa review cái bếp của Sennheiser. Các bạn có gì thắc mắc thì cứ comment ở phía dưới video clip này. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.